Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món trứng chiên làm sao cho nó mềm ngon. Và trứng chiên này rất là đặc biệt, đó là trứng chiên với tóp mỡ các bạn nhé. Và mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để chúng ta có thể chiên mỡ được trắng này và thơm nữa, không bị hôi, không bị cháy. Và mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món trứng chiên các bạn nhé. Món trứng chiên tóp mỡ là một cái món mà khi mà mình nấu ra thì cả nhà đều ăn rất là ngon. Và các bạn biết không, cái phần tóp mỡ khi mà chúng ta chiên nó vàng lên, khô lên thì ăn kèm với trứng rất là ngon. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng làm luôn với mình nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là 5 quả trứng vịt hoặc là trứng gà tùy thích nha. Khoảng độ 300 gram mỡ. Mỡ thì các bạn lựa chọn mỡ khổ, mỡ thăn hoặc là mỡ gáy đều được, hoặc là mỡ ở phần má, một chút hành lá và hai củ hành khô. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm luôn nhé. Mình sẽ thái phần hành này trước này. Hành này thì các bạn sẽ thái cho mình nhỏ, thật là nhỏ nha. Hành khô thì các bạn sẽ thái lát. Giờ các bạn sẽ thái đến cái phần tóp này nha. Phần mỡ này thì các bạn sẽ thái cho mình thành những cái miếng có độ dày là 1 cm. Sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo nhá, và cho cái phần tóp này vào đây để các bạn lấy hết cái phần mỡ, và chúng ta dùng phần tóp. Khi mà các bạn chiên mỡ như thế này nhá, thì các bạn sẽ chiên cho mình ở lửa nhỏ thôi để chúng ta lấy được mỡ từ từ, và mỡ sau khi mà các bạn chiên xong nó sẽ có cái màu trắng chứ không bị vàng cháy các bạn nha. Đó, khi mà các bạn chiên như vậy thì các bạn chỉ có một cái lưu ý nhỏ cho mình như vậy thôi. Và đặc biệt hơn nữa đó là nếu như mà các bạn muốn cái mỡ heo này sau khi mà các bạn chiên xong nó thơm thì các bạn cho cái phần hành khô mà chúng ta vừa thái lúc nãy ạ, các bạn cho cả củ vào đây, bởi vì là nhà mình cũng hay ăn mỡ heo đó, cho nên là mình sẽ cho vào đây để cho nó thơm hơn. Cái mỡ
sau khi mà các bạn chưng xong nó sẽ rất là thơm. Và nhớ nha, một cái lưu ý nhỏ đó thôi, đó là các bạn chiên lửa nhỏ, cho thêm một vài củ hành vào để cho nó thơm. À, các bạn ơi, sau khi mà các bạn chiên đến khi mà các bạn thấy cái phần tóp nó khô lại như thế này này và nó không còn mỡ ở phía trong nữa, hoặc là các bạn để cho nó còn một chút thôi cũng được, thì các bạn sẽ vớt ra cho mình nhé. Vớt ra sau đó mình chắt chắt cái mỡ này ra một cái tô này, để lại một chút ở trong chảo cho mình nha. À, bây giờ thì các bạn sẽ đập cho mình trứng nhé. Các bạn sẽ lấy cho mình, để riêng cho mình hai cái lòng đỏ ra ngoài nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nêm gia vị các bạn nhé. Các bạn sẽ nêm vào đây cho mình một chút bột ngọt này, muối, chút muối. Và để trứng tráng, khi mà các bạn tráng xong nó được bông và mềm thì các bạn sẽ cho thêm cho mình một chút xíu nước nhé. Các bạn hòa tan nó lên. Làm sao để cho nó hất mình hất được cái đũa lên như thế này, thì trứng sau khi mà các bạn chiên xong nó xốp lắm, ăn nó mềm hơn. Lòng đỏ này các bạn cho thêm một chút muối canh và cũng đánh tan thêm cho mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chiên trứng các bạn nhé. Các bạn sẽ làm nóng chảo lên và phi cho mình cái hành này nó vàng rụm lên. Rồi thì các bạn vớt nó ra. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã phi vàng lên cho mình như vậy rồi ấy, thì bây giờ các bạn sẽ cho trứng vào nhé. Sau đó các bạn thêm phần tóp mỡ vào đây này. Lúc này để chiên được món trứng này thì các bạn sẽ cho lửa nhỏ đi cho mình nhé. Bạn cho lửa nhỏ thôi để cái phần trứng ở phía dưới nó không bị cháy, và cái phần tóp của chúng ta thì lại rất là ngấm. Để cho nó chín từ từ nha. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn thấy cái phần mặt trên của cái lớp trứng này nó bắt đầu khô lại như vậy rồi, thì các bạn sẽ cho cái phần lòng đỏ này lên nhé. Các bạn cho phần lòng đỏ này lên và phết đều ra cho mình, để cái món trứng của chúng ta có cái màu hấp dẫn hơn. Đó, các bạn nhìn thấy màu đã đẹp hơn chưa ạ? Bây giờ các bạn chỉ cần nấu cho mình thêm một chút nữa thôi là nó sẽ chín. Khi mà các bạn cho lòng đỏ
vào như thế này thì các bạn cứ mở vung cho mình như vậy nhá, các bạn không cần phải đậy vung đâu ạ, bởi vì là đậy vung vào thì món trứng của chúng ta nó sẽ bị mềm mất. Mình sẽ kiểm tra ở bên hông này xem là trứng như thế nào rồi các bạn nha. Đó, vẫn vàng đẹp lắm các bạn. Các bạn nhớ là cho lửa nhỏ cho mình nhá. Quá là ngon luôn. Mình chỉ cần chín cái phần trên nữa là xong. À, các bạn ơi, khi mà các bạn thấy cái phần lòng đỏ ở phía trên của trứng nó bắt đầu khô lại như vậy rồi thì các bạn sẽ cho thêm hành lá vô nha. Các bạn có thể cho hành lá này hoặc là rau rau mùi đều được nhé. Và các bạn đun thêm cho mình là 30 giây nữa thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ tắt bếp cho mình nha. Sau khi mà các bạn nấu thêm được 30 giây nữa thì cái phần hành nó cũng đã tái và có thể ăn được rồi. Thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.